vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vào Bếp Cùng Bóp. Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, mật ong là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe cũng như trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ chúng ta. Vậy các bạn đã bao giờ thử nấu ăn với mật ong chưa ạ? Trong chương trình ngày hôm nay, ông Bóp sẽ hướng dẫn chúng ta thực hiện một món ăn với mật ong. Đó là món ăn gì? Chúng ta cùng hỏi ông Bóp nhé. Chị Bóp, what's this? You introduce to the audience. Today we're at the Ho Thuy Cafe in Tiwa. We'll make honey roast chicken with mustard, and we're going to serve it with a salad. Okay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ngày hôm nay chúng ta được thực hiện tại quán cà phê Hồ Thủy, thành phố Tuy Hòa. Và món ăn mà ông Bóp hướng dẫn cho chúng ta là món mật ong mù tạt nướng với ức gà và một số gia vị ăn kèm với salad. Okay, now let's cook. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về món ăn này đã nhé. Có nhiều cách cho biến món gà đặc sắc hơn. Ngoài cách nướng thông thường hoặc cách luộc quen thuộc cho một bữa ăn, món gà nướng mật ong và mù tạt với một ít gia vị rất dễ thực hiện, tạo được hương vị đậm đà cho món ăn. Nếu làm đúng cách, những miếng ức gà sẽ trở nên ngon ngọt và mềm hơn trong từng thớ thịt, đồng thời rất dễ dàng để tách rời từng miếng. Món gà nướng mật ong và mù tạt với một ít gia vị có thể được phục vụ với hầu hết các món ăn phụ. We'll go through it step by step. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn thực hiện món ăn này theo từng bước. Phần đầu tiên chúng ta cần đó là hai miếng ức gà không da. The skin. Chúng ta sẽ xẻ miếng ức gà làm hai. We put. Chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn vào. A little bit of oil in the pan. Chúng ta chờ đến khi dầu nóng. Trong thời gian chờ đợi dầu nóng. This is flour. Chúng ta sẽ sử dụng bột mì. Just plain bột flour. Mì trắng. You dredge the chicken breasts in the flour. Khi dầu vừa nóng, chúng ta sẽ cho phần ức gà vào chiên. You put them in the pan for chờ đến khi phần ức gà vàng lên. And brown them. Là chúng ta có thể on lấy ra. Sides. Chúng ta không cần tráng phần bột quá dày. Chúng ta chỉ cần làm một lớp mỏng. Chúng ta không cần chiên gà quá lâu, chỉ trong một vài phút. Khi dầu vừa sôi và phần gà của chúng ta vừa vàng là được. Chúng ta đến với phần gia vị để làm phần ức gà chiên. Chúng ta cần khoảng một chén rưỡi mật ong. Chúng ta sẽ hòa trộn mù tạt vào mật ong. Chúng ta sẽ phủ lên phần ức gà sau khi chúng ta chiên xong. Chúng ta lại tiếp tục làm phần nước sốt. To this, we add a little bit of salt, a little pepper, mushrooms, nấm tươi các bạn cắt nhỏ và một ít ớt thật là hấp dẫn. About a tablespoon of fresh garlic. And about a half chúng ta sẽ cho một nửa chén bơ. The butter helps to keep the chicken moist, and it helps to pull everything together. It works like. Thưa quý vị và các bạn, bơ còn có một tác dụng rất là quan trọng khác. Đó là nó sẽ làm phần gà của chúng ta mềm hơn, thế thịt dai và mướt hơn. Khi chúng ta ăn không có vị cứng. And in a few minutes, chỉ cần một vài phút nữa là chúng ta đã có thể sử dụng miếng ức gà để hoàn thiện xong món ăn ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, vậy là phần ức gà của chúng ta đã được chiên vàng giòn, thơm lừng và chờ chúng ta chế biến bước tiếp theo. Now, a little bit of olive oil. Chúng ta cần một ít dầu ô liu. Các bạn sẽ cho phần dầu ô liu vào khuôn nướng của chúng ta. We put that chúng ta chỉ cần ráng một phần ít dầu ô liu so khi chúng ta nướng thì phần gà sẽ không bị dính vào khuôn. Now, you place the chicken chúng ta có thể sử dụng in. Bất kỳ loại khuôn nào để nướng phần gà này. There. Vì chúng ta đã chiên you qua rồi cho nên công đoạn pan. Nướng của chúng ta cũng không tốn nhiều thời you gian can lắm. Use any kind of pan. This is what makes the dish. Đây là phần nguyên liệu để chúng ta làm thêm phần đặc sắc cho món ăn.
We use the bacon that's already been cooked a little bit, so you don't get a lot of bacon fat. Chúng ta sẽ dùng phần thịt xông khói, hai lát thịt xông khói cho mỗi phần ức gà. Phần thịt xông khói này chúng ta đã chiên sơ và lượng dầu, chất béo ở trong thịt xông khói đã bị tan bớt. Và một nguyên liệu tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng phô mai Ý, Mozzarella. Các bạn có thể sử dụng phần phô mai sắc thành sợi nhỏ hoặc là các bạn có thể để nguyên cả lát cho mỗi miếng ức gà của mình. Chúng ta sẽ phủ lên phần ức gà và thịt xông khói. The cheese also helps to keep the chicken. Phần phô mai mozzarella sẽ giúp cho hương vị của món gà thêm đậm đà và các thớ thịt gà sẽ ngọt vị hơn, mềm hơn khi chúng ta thưởng thức. Then chúng ta sẽ đặt vài lá ngò tươi lên trên mặt của phần nice fresh cilantro. This that I've mixed up. Đây là phần nước sốt chúng ta đã làm phần trước từ mật ong, mù tạt, the honey, nấm, the mustard, yeah, salt, pepper. Just pour that. Phần bơ ở trong nước sốt làm cho hỗn hợp của chúng ta rất là sóng sánh. Màu ớt tươi rất là đẹp mắt. Các bạn có thể cảm nhận được vị cay của ớt cùng vị thơm giòn của nấm. Tất cả những hỗn hợp thơm ngon của chúng ta đã được cho vào khuôn và sẵn sàng thực hiện xong một món rất là hấp dẫn. It'll cook into it all around. They'll be full of flavor. Basil. Thêm một phần trang trí nữa đó là những lá tía tô. Những lá tía tô thật là tươi. Thưa quý vị và các bạn, như Ngọc thường biết thì lá tía tô có công dụng rất tốt cho sức khỏe. Vậy là phần gà của chúng ta đã sẵn sàng để cho vào khuôn lò nướng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ thực hiện nướng gà trong 30 phút với nhiệt độ là 150 độ C. I'll even use the rest of the mushrooms. Một vài lá nấm tươi ở trên mặt sẽ giúp cho món gà của chúng ta thêm màu sắc. It's ready to go. Chúng ta sẵn sàng nướng thôi. This doesn't have to be covered tightly. Yeah. Chúng ta sẽ cần một miếng giấy bạc để phủ lên phần khuôn nướng của chúng ta. Put a little temp. Phần giấy bạc sẽ giúp cho thịt gà của chúng ta được giữ lại hương vị và chín đều hơn. Chicken breasts are normally dry when you bake them or cook them. So anything you can do to make them more tender, more moist, always helps. So by making a little tent, keeping most of the moisture in, they should be juicier, hold all the flavor in, they'll be very good. Thưa quý vị và các bạn, vậy là phần ức gà của chúng ta đã hoàn thành. Nếu các bạn thực hiện theo các bước như trên, thì tôi bảo đảm với các bạn rằng phần ức gà của chúng ta sẽ mềm, thơm và đậm hương vị. Các thớ thịt sẽ rời ra khi chúng ta ăn. Vì vậy các bạn nhớ thực hiện các bước này và sử dụng giấy bạc để gói khi chúng ta nướng. We can put them in the oven. Các bạn nhớ 150 độ C và 30 phút nhé. We just relax now and waiting for the dish. Các bạn có thể thư giãn bây giờ và chúng ta sẽ chờ đợi món ăn. Thưa quý vị và các bạn, vậy là món mật ong, mù tạt và gà của chúng ta đã sắp hoàn thiện. Chúng ta đến công đoạn chế biến salad. Ông Bob sẽ hướng dẫn chúng ta chế biến món salad kiểu truyền thống của phương Tây. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thực hiện. Okay. I'm going to lay out on each plate a typical Western salad. This will also make the chicken look nice. Gà của chúng ta tươi mát hơn. Chúng ta sẽ dùng vài lá cà chua. Put some nice fresh tomatoes around it for a lot of color. Phần tiếp theo sẽ là hành tây. Các bạn sẽ cắt từng khoanh mỏng. These are very thinly cut. Chúng ta sẽ dùng một vài lát củ cải. A little bit of carrot. Chúng ta sẽ dùng cà rốt sắc sợi. Ớt chuông vào phần salad. Now, what I've done is made a very simple dressing of olive oil and vinegar. Các bạn sẽ cho một ít giấm và một ít dầu ô liu. Các bạn sẽ hòa trộn hỗn hợp này. Và chúng ta sẽ rưới lên phần rau tươi. On each one of the salad. Wow. Cả một thế giới màu sắc của rau xanh. Các bạn nghĩ sao nếu những cái thực phẩm này cho rất là tốt cho sức khỏe của mình, kết hợp với phần gà thơm ngon đang sắp được ra lò. Now, we're ready for the chicken.
It's ready. Món ăn của chúng ta tỏa một mùi hương thơm rất là đặc biệt thưa quý vị và các bạn. Ngọc Thương rất là hồi hộp được thử món ăn này. Ngọc Thương sẽ thử cái món ăn này và phát biểu cảm nghĩ của mình cho quý vị và các bạn. Đầu tiên nhìn từ bên ngoài nó có một màu nâu rất là sóng sánh. Có mùi hương thơm của mù tạt và vị ngọt của mật ong. Quả thật thịt gà rất là mềm, chỉ là mật ong, mù tạt, bơ và thịt gà, tại sao ngon đến vậy nhỉ? Thường nghĩ sẽ ngon hơn nếu chúng ta kết hợp thêm phần salad truyền thống kiểu Tây. Thưa quý vị và các bạn, phần thịt gà của chúng ta vừa mềm thơm, kết hợp với rau tươi và giòn, cà chua thơm ngon cùng với vị béo của gà, vị ngọt của mật ong và vị hăng hăng nhẹ nhẹ của mù tạt. Đây quả thật là một món ăn thích hợp cho gia đình và những buổi sum họp cuối tuần. Bây giờ ông Bob sẽ làm các phần và chúng ta sẽ mời các thực khách trong quán Thổ Thủy. See? It's moist. It's fully cooked. Quý vị các bạn có thể nhìn thấy phần gà của chúng ta rất mềm, tơi và dễ dàng có thể sử dụng. Nice and tender. Phần nước sốt của chúng ta bao phủ đầy đủ phần gà. Chúng ta sẽ rưới một ít nước sốt từ trong khuôn nước. Now you have the complete dish. Thưa quý vị và các bạn, vậy là món mật ong, mù tạt và gà nướng của chúng ta đã hoàn thành. Nhiều thực khách trong quán cà phê Hồ Thủy đang nóng lòng thưởng thức vị ngon của món ăn này. Chúng ta cùng mời thực khách của chúng ta thưởng thức và phát biểu cảm nghĩ về món ăn này nhé. Okay, so the plates are ready. The people can come over here, get a plate and see if they like the food. Ông Bob rất là vui lòng mời các thực khách chúng ta thưởng thức các món ăn ngày hôm nay. Yeah. Rất là mềm. Thơm. Rồi, thưa chú nghĩ cuối tuần này gia đình mình có thể thử lại món này cho cả nhà cùng ăn được không ạ? Vâng. Thưa quý vị và các bạn, các thực khách chúng ta rất hài lòng về vị đậm đà và vị mềm của gà. Các bạn nghĩ sao về phần rau này? Tôi nghĩ phần rau này ăn kèm rất hợp với món gà. Okay. Take a plate and eat. Thank you. Yeah, that's why we did it. Yeah. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mát mẻ của quán cà phê Hồ Thủy, các thực khách của chúng ta đang rất là ngon miệng với món mật ong mù tạt nướng với thịt gà. Now, if you knew how, would you make this at home for your family? Yeah, I've already watched your how to make the this today. Okay. Okay. Các thực khách ở đây đã quan sát rất là kỹ cái phần thực hiện món mật ong mù tạt gà nữa, và họ nghĩ rằng họ sẽ thực hiện món ăn này vào cuối tuần của mình đấy Bob ạ. So all of the recipes for all of the programs will be available. You can read the recipe, follow it, and make it very easily. Các bạn có thể theo dõi lại chương trình để nắm cái công thức rõ hơn và làm cái món này ngon hơn. Rất là vui mời các bạn đến với quán Bob Cafe American, 43 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Tuy Hòa. We'll see you the next time. Cambiet.